Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại được đến sân theo dõi một giải đấu châu Á cấp câu lạc bộ khi bảng Y của AFC Cup 2022 khởi tranh. Mới đây VFF đã công bố kế hoạch bán vé cho các trận đấu tại giải. Theo như thông báo của VFF vào hôm nay, ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé các trận đấu của bảng Y AFC Cup 2022 bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2022. Vé sẽ được bán ở một địa điểm là sân vận động Thống Nhất. Cụ thể, tại quầy vé số 30 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Có hai mệnh giá vé được bán ra, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Đây được xem là mức giá hợp lý để người hâm mộ có thể vào sân cổ vũ cho câu lạc bộ Viettel cũng như các đội bóng khác tại bảng Y. Sau khi Hoàng Anh Gia Lai tạo nên cơn sốt vé tại sân Thống Nhất hồi tháng 4 vừa qua tại đấu trường AFC Champions League, ban tổ chức lần này tiếp tục hy vọng các cổ động viên sẽ đồng hành cổ vũ cho đại diện của Việt Nam tại đấu trường AFC Cup. Năm nay, Viettel FC vào bảng đấu được đánh giá dễ thở với những đối thủ không được đánh giá thực sự cao là Young Eleven của Lào, Phnom Penh Crown của Campuchia và Hougang United đến từ Singapore.